Thiên Hoàng xin mời các bạn nghe tiếp phần 2, Đứa con của biển. Buổi chiều, khi nhóm chị Hà loay hoay chưa tìm ra một cách trốn, thì chiếc tàu đánh cá Thái Lan lại trở về. Chúng đem cho nhóm chị một thùng cơm, một ít cá khô mặn và một thùng nước. Chị Hà lại chia thành 6 phần và khuyên mọi người cố gắng ăn để sống. Cô bé 15 tuổi có bà mẹ quỳ van xin bọn hải tặc. Không ăn uống được. Sau một đêm bị hiếp tập thể, cô bé kiệt sức. Vết thương do mũi san hô nhọn đâm vào đùi cô bé hôm qua cũng bắt đầu nhiễm trùng. Chân cô sưng đỏ, cô bé sốt, miệng không ngớt gọi mẹ ơi trong mê sảng. Chị Hà ngồi bên cạnh cô bé thầm nghĩ, nếu đêm nay bọn hải tặc quay lại đây hành hạ lần nữa như đêm qua, cô gái này sẽ chết. Sau vài phút suy nghĩ đắn đo, chị Hà đứng dậy đi về phía cuối bãi, nơi chiếc tàu đánh cá đang thả neo. Đám hải tặc ngạc nhiên nhìn chị, có tên bật cười hô hố. Chị Hà chỉ về phía hang đá. Đám hải tặc nhìn nhau bàn tán, cuối cùng một tên đứng dậy đi theo chị. Chị Hà đưa tên hải tặc đến chỗ cô bé bị thương ở đùi và chỉ vào trán cô bé. Hắn nhìn vết thương sưng đỏ và sờ vào trán đang bị sốt của cô bé. Hắn không nói gì, ra dấu cho chị đưa cô bé vào phía trong hang rồi bỏ đi. Nửa khuya bọn hải tặc lại đến, một tên cầm đèn pin đi trước. Như đêm qua, chúng kéo từng người ra ngoài bãi, tiếp tục hành hạ một cách man rợ. Chị Hà không khóc, chị nằm im như một xác chết. Đêm nay chị cảm thấy bớt đau hơn bởi vì trí óc chị chỉ tập trung vào cô bé. Chị van vái chúng đừng hành hạ cô. Cũng may tên cầm đèn pin chính là tên đi theo chị hồi chiều, đã dặn trước đồng bọn hãy tha cho cô bé. Hắn đem theo đèn pin cốt để nhận diện cô, và cứ thế ngày thứ ba, thứ tư, mỗi đêm đều có bọn hải tặc ghé qua. Đến ngày thứ năm bọn chúng không trở lại, nhưng chị Hà cũng hoàn toàn không còn biết gì nữa. Không ai trong 6 cô gái còn ý thức gì về những sự việc chung quanh. 6 thân thể lõa lồ nhầy nhụa đang nằm chờ chết. Chỉ có chết mới không biết thế nào là đau đớn. Chết là một lối thoát thanh thản nhất trong lúc này. Chị Hà thiếp đi trong cơn mê. Khi tỉnh dậy, chị thấy mình nằm trong một căn phòng bệnh viện. Một bác sĩ người Mỹ khoảng ngoài 60 tuổi, có đôi mắt hiền từ, đang đứng bên cạnh. Bình nước biển treo trên góc giường. Ông tự giới thiệu bằng tiếng Việt khá thành thạo. Tên ông là John Preston, làm việc thiện nguyện giúp người Việt tị nạn tại Thái Lan từ 2 năm nay. Ông bóc cho chị một múi cam, chị đưa tay trái cầm lấy. Chỉ khi đó chị mới biết mình sống sót. Ông biết rất rõ chị từ đâu tới nhưng không nhắc gì về những chuyện đau lòng đã xảy ra. Chị nhìn chung quanh nhưng không thấy có ai quen. Chị hỏi ông về số phận của 5 cô gái đồng cảnh ngộ, nhất là cô bé 15 tuổi. Bác sĩ Preston cho chị biết sau khi được tàu Hải quân Thái Lan cứu vớt, họ đã được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau. Mọi người đều đang dần dần bình phục. Chị Hà nằm trong bệnh viện gần một tuần lễ trước khi được chuyển về trại Panep Nikhom để lo thủ tục định cư. Chị hỏi thăm văn phòng cao ủy và những chuyến tàu đến cùng một thời gian với chị, nhưng không một ai biết gì về Khang, cũng như số phận chuyến tàu khởi hành từ Chu Hải. Khoảng 2 tuần sau khi xuất viện, chị Hà lại trở vào bệnh viện. Chị nghĩ có thể chỉ là một cơn sốt nhẹ. Bác sĩ Preston sau khi khám sức khỏe thử máu, dặn chị Hà ngày mai trở lại. Sáng mai khi chị đến, bác sĩ Preston mời chị vào phòng riêng. Ông lật hồ sơ bệnh lý của chị, nhìn chăm chú vào mắt chị và nói nhỏ, thật nhỏ, như chỉ để một mình chị nghe. Chị Hà không tin những gì bác sĩ Preston nói là sự thật. Ông đưa chị coi kết quả thử nghiệm. Chị Hà vừa coi xong là ôm mặt khóc. Như một người cha hiền từ, bác sĩ Preston bước tới đặt tay lên vai chị và an ủi. Khóc đi, hãy khóc nhiều như cô cần được khóc. Nhiều khi không có phương thuốc nào tốt hơn là nước mắt. Một hồi lâu, khi nước mắt giúp vơi dần cơn đau xót, chị lấy hết can đảm nói, phải bỏ nó đi bác sĩ à. Chị cay đắng nói tiếp, đó là di sản của một tội ác. Chị Hà kể lại một cách chi tiết hành trình vượt biên mà chị và 5 cô gái đã trải qua. Bác sĩ lắng nghe một cách trang trọng và cảm thông. Cuối cùng ông chậm rãi, vâng, điều đó tùy ở cô. Trong tư cách bác sĩ, tôi sẽ làm theo quyết định của cô. Mặc dù như một con người, tôi không hẳn đồng ý như vậy.
Không đợi chị Hà phản ứng, ông tiếp. Bởi vì làm thế nào mà cô biết đó là di sản của một tội ác? Và dù có đúng đi nữa, di sản đó không thể là tội phạm khi nó chỉ là một bào thai. Ngừng một chút, ông giải thích. Năm cô gái trong cùng chuyến của cô đã được chuyển sang nhiều trại khác nhau để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn cho tương lai họ. Chuyện của cô ở đây không ai biết. Chúng tôi thậm chí cũng có thể đưa cô ra ngoài trại, sống với một nhà hảo bảo trợ. Sau khi sinh xong và nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ giúp cô hoàn tất thủ tục định cư. Chị Hà thắc mắc, thế còn đứa bé? Bác sĩ đáp, đứa bé vô tội. Chúng tôi sẽ có người lo lắng cho nó. Hội thiện nguyện sẽ tìm cho nó cha mẹ nuôi để nuôi dưỡng nó nên người. Nó có thể không biết quá khứ của cha mẹ đã sinh ra nó, nhưng chắc chắn sẽ có một tương lai tốt đẹp như bất cứ đứa trẻ nào trên thế giới. Chị Hà mềm lòng trước sự tha thiết tình thương người, tính thuyết phục trong lý luận của bác sĩ và bản tính hướng thiện tự nhiên của chị nên chấp nhận đề nghị của ông. Bào thai mỗi ngày một lớn, đêm đêm chị nằm lắng nghe tiếng cửa của đứa bé sắp chào đời và thương cho số phận bất hạnh của con như thương lấy chính cuộc đời khốn khổ của chị. Đứa bé sẽ không biết cha và cũng sẽ không biết mẹ. Làm sao một con người có thể sống xứng đáng như mọi đứa trẻ khác trên thế giới? Như lời ông bác sĩ nói, nếu sinh ra không cha mẹ không quá khứ và khi giao nó cho hội từ thiện, chị sẽ làm gì với cuộc đời còn lại của mình? Chị sẽ về đâu trong trái đất này? Chị không thể về lại Việt Nam để sống với bà vợ kế của ba. Khang có thể đã chết. Cho dù Khang còn sống đi nữa, chị cũng không nên gặp lại Khang. Gặp lại để làm gì? Bên kia sông không phải là ánh mặt trời như Khang thường lý tưởng hóa, mà là bóng tối, là lỡ làng khinh rẻ. Người duy nhất trên đời này cùng cảnh ngộ bất hạnh như chị, không ai khác hơn là đứa bé đang nằm trong bụng chị. Bác sĩ Preston nói đúng một điều. Đứa bé hoàn toàn vô tội. Chị đưa tay vuốt ve chiếc bụng tròn, như để xin lỗi và hứa với con. Mẹ sẽ sinh con ra, sẽ ẵm con đi một nơi thật xa. Ở đó sẽ không ai biết đến mẹ con mình. Mẹ sẽ nuôi con nên người, chúng ta sẽ sống với nhau. Con có thể sẽ không bao giờ biết đến quá khứ của cha mẹ con, nhưng con sẽ có tương lai bởi vì con có mẹ. Buổi chiều ngày 11 tháng 6 năm 80, thằng bé cất tiếng khóc chào đời trong một bệnh viện nhỏ ở Bangkok. Mẹ nó cũng khóc và ngay cả khóc nhiều hơn nó. Bác sĩ John Preston bảo chị đặt tên con, chị đáp, hãy đặt tên nó là Biển bởi vì nó là con của Biển. Chị giữ lại họ Lê là họ của Khang để làm kỷ niệm. 6 tháng sau, đích thân bác sĩ John Preston lái xe đưa mẹ con chị Hà ra phi trường đi Mỹ định cư. 22 năm sau, 22 năm chị sống trong âm thầm và chịu đựng. Chị không muốn ai biết về mình. 22 năm chị sợ hãi và trốn tránh con người. 22 năm, sáng nay là lần đầu tiên chị giận dữ với con ngay trước mặt người vợ chưa cưới của nó. Tại sao? Chị tự hỏi. Tại sao chị có thể phản ứng như thế được nhỉ? Chị đã hy sinh 22 năm. Tại sao chị lại không thể hy sinh một lần chót vì hạnh phúc của con? Lẽ ra chị nên vui khi thấy con trai duy nhất của chị sắp sửa có một gia đình, một người vợ cho chính nó chọn lựa. Lẽ ra chị nên vui khi đã làm xong lời hứa với chính mình 22 năm trước. Đúng thế, chị chưa sống trọn vẹn với lời hứa của mình. Chị hối hận về thái độ khắt khe của mình ban sáng. Chiều nay, nếu Biển trở về nhà, chị sẽ xin lỗi con. Biển ngoan lắm, chắc chắn nó sẽ vui và tha thứ cho mẹ. Chị thầm hứa sẽ không buồn, không rơi nước mắt khi tiễn con đi về California với vợ. Còn đời chị cười chua chát. Chị làm gì có cuộc đời riêng? Cô giáo viên Trần Thị Thu Hà đã chết trong một đêm trăng khuyết trên đảo San Hô năm đó. Chị Hà vội vã đứng dậy để về gặp con. Một người đang đứng chờ sau lưng chị từ lâu. Chị quay lại, thì ra đó là Biển. Bạn con đâu? Chị hỏi trong lo lắng, Biển đáp. Cô ấy về Cali một mình rồi, chúng con đã chia tay nhau. Chị Hà thắc mắc, tại sao? Biển không nói, bước tới ôm chầm lấy mẹ. Mẹ hãy tha thứ cho con. Con xin lỗi mẹ. Khi mẹ ra về, con mới hiểu rằng con có thể sống không có Linda, nhưng không thể không có mẹ. Chị Hà cảm động đến rơi nước mắt. Chị vuốt mái tóc hơi quắn của con. Con tôi thật sự trưởng thành rồi. Hai mẹ con ôm nhau khóc. Lần đầu tiên trong đời mình, chị Hà khóc vì hạnh phúc.
một khái niệm mà hơn 22 năm chị chưa từng nghĩ tới. Tháng sau, Biển được nhận làm kỹ sư cơ khí hàng hải cho một hãng tàu buôn lớn ở Boston. 2 năm sau, Biển lập gia đình với một cô gái Việt Nam hiền hậu. Chị Hà đặt tiền ứng trước để mua tặng vợ chồng Biển ngôi nhà của cụ Paul để làm quà cưới cho con. Và sau đó không lâu, khu nhà yên tĩnh vùng biển lại lần nữa vang lên tiếng khóc trẻ thơ, báo hiệu một sự sống vừa mới ra đời để nối tiếp cuộc vận hành biến diệt không cùng của thời gian và vũ trụ. Các bạn vừa nghe xong một bài viết, trong đó gồm có đau thương, sự hy sinh vô bờ của người mẹ, đúng không các bạn? Mẹ Việt Nam, bất kỳ một người mẹ Việt Nam nào cũng hy sinh cho con hết. Thiên Hoàng rất xúc động khi mà đứa con gái Mỹ đó trả lời chị một cách rất là nghe giống như là không có tình cảm gì hết. Và Thiên Hoàng cũng cảm thông và đau với nỗi đau của chị. Nhưng rồi chị đã nhận ra và rồi chị lại muốn tiếp tục hy sinh một lần nữa cho hạnh phúc của con. Nhưng rồi may quá, con chị đã nhận ra điều đó. Và sau cùng thì nó đã cưới một cô gái Việt Nam. Thiên Hoàng nghĩ rằng là như vậy thì cháu sẽ hạnh phúc hơn. Bởi vì dẫu sao chăng nữa, Thiên Hoàng nói thật với các bạn đó là khác văn hóa đó, khó hiểu nhau lắm các bạn. Rất là khó hiểu và rất là khó thông cảm. Bởi vì Thiên Hoàng đã có một người chồng Mỹ khác hoàn toàn văn hóa với người Việt Nam, cho nên Thiên Hoàng hiểu lắm. Có những cái đối với mình là đúng, nhưng đối với họ là không đúng. Có những cái đối với mình là mình hy sinh, nhưng họ không cho như vậy. Cho nên đó là lý do mà nếu có sự xung đột hoài ở trong gia đình là vậy. Và cuối cùng thì người chịu đựng là ai? Là Thiên Hoàng. Thiên Hoàng chịu đựng lắm các bạn. Cho nên Thiên Hoàng rất hiểu cái câu chuyện của chị này. Và Thiên Hoàng rất là mừng. Sau cùng thì rồi hai mẹ con đã hiểu nhau. Và rồi sau cùng thì con chị cũng tìm được hạnh phúc. Và rồi chị lại tiếp tục sống với con chị. Thiên Hoàng rất là mừng cho người mẹ này. Thiên Hoàng xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những bài viết khác.